À, chào các anh em đang xem miền Tây solar ha nay là sáng ngày thứ hai sáng ngày 25 tháng 7 2022 nha anh em à, mình lại tiếp tục vận chuyển những cái hệ pin mặt trời tới cho anh em thì hồi tối hôm qua là ngày tối ngày chủ nhật á, tối ngày 24 tháng 7 á, là mình có vận chuyển hai hệ à, dành cho hai cái anh ở dưới An Giang An Giang ha Anh An với anh anh Dũng ha Anh An thì anh An thì lần trước anh lấy con thêm 6 kg rồi hồi tối anh lấy thêm 6 tấm pin còn anh anh Dũng, anh Công Dũng thì à, anh lấy một cái hệ độc lập gồm con xe ga test 3.2 với à, 4 tấm pin đó. Còn à, bây giờ thì mình gửi cho ông anh ông anh này mình không biết tên nhưng mà mình à, à, mình biết địa chỉ, biết địa chỉ, số điện thoại và ảnh cũng đã chuyển cọc rồi. Anh à, lấy một con thiền 6 kg. Đây thiên 6 kg đây nè Đấy. Thiền 6 kg mình à, để nguyên đai nguyên kiện luôn ha, chưa bóc thùng luôn. Đó, tại vì con này mình không có thử đâu mọi người. Con này thì chắc chắn là ok rồi, không cần thử đâu. Inverter hòa lưới nó khác với inverter độc lập 3 trong một anh Con này thì ngoài công ty chuyển vô và mình gửi luôn cho ảnh luôn. Chưa mở ra luôn nha, còn riêng luôn. Rồi các phụ kiện dây nhợ, tắc kê kẹp gì nè ha. Mà C4 gì đó đầy đủ hết nha. Rồi kèm theo 4 tấm pin. Thì ông anh mình tâm sự là ảnh sẽ làm một hệ độc lập bấm tải. À, một hệ bấm tải ha, hòa lưới bấm tải đó thì anh em em thấy là lúc này thì điện lực không có mua điện nữa cho nên chúng ta có thể làm như thế này những cái phương án như thế này là rất là hiệu quả nha anh em à, bây giờ thì anh lấy bốn tấm pin thôi thì nó chỉ có hai cái pin nhưng mà anh nói với mình thì một tháng mấy nữa ảnh ảnh gom lúa nếu mà lúa đầy bò của anh thì anh sẽ xuống anh đẩy cho một hơi đủ đủ con thiên này luôn thì con thiên này là con thiên 6 kg chúng ta có thể lắp 7 cái pin vậy chúng ta có thể lắp 14 tấm này thì hi uh, vọng là À, khi ảnh đầy bồ thì ảnh xuống anh lấy thêm 10 tấm nữa ha 10 tấm pin nữa lúc đó thì ai nếu hết thì mình sẽ lấy cho ảnh pin khác đó thì uh, mình nhắc lại là trong cái lúc mà điện lực không có mua điện như lúc này thì chúng ta sẽ làm bấm tải chừng nào điện lực mà nó mua điện á, thì chúng ta sẽ gửi cục CT bấm tải ra Gửi CT bấm tải ra và chúng ta quà lưới bán điện nha anh em đó, còn uh, giấy tờ inverter với pin thì đầy đủ ha cái 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 cục mà trắng trắng này là giấy tờ của của pin nè còn giấy tờ của inverter là bên trong cái inverter ha thì à, những anh em mà đang có nhu cầu mà lắp á mà cứ sợ mình lắp à, à, rồi à, điện lực nó không đồng ý thì an tâm ha con power này là nó có bám tải nó không có đẩy điện ra ngoài cho nên điện lực sẽ đồng ý đó là cái thứ nhất cái thứ hai là anh em sợ là mình không đủ kinh phí thì à, khi mình không đủ kinh phí thì mình làm giống như mấy anh em này nè là mình chỉ lấy con một inverter và bốn tấm đủ chạy thôi ba tấm hai tấm thì hơi yếu bốn tấm thì cái vô nó cao đủ chạy thôi đủ chạy con inverter thôi ha À, thì cái hệ này chỉ có hai mấy triệu thôi anh em. Còn Thin Power đó có 10 triệu chín thôi. À, 48 này 14 triệu nữa là cỡ như là có 24 25 triệu thôi. Thì chúng ta có được một cái hệ bám tải chạy ban ngày vi vu luôn nha. Ban đêm thì hiển nhiên chúng ta sử dụng điện nhà lưới nhà nước. Còn ban ngày là cái hệ pin này nó kéo chúng ta bám tải trong nhà ha. Còn bám tải như thế nào là chắc anh em biết rồi. Đấy. Thì nhân tiện video này thì mình cũng gửi đến các anh em cái cái, cái thông điệp đó ha. Anh em nào muốn làm thì chúng ta có thể bắt đầu giống như ông anh này nè, ông anh ở Bình Tân ha. Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh là 48 trước và con thêm trước. Đó rồi chúng ta sẽ nâng cấp lên sau khi khi nào mà ta có điều kiện. Thì nhân tiện video thì cũng cảm ơn hồi tối giờ hồi tối hai ông anh ở dưới An Giang ha đã hỗ trợ rất là nhiệt tình về vấn đề vận chuyển cũng như vấn đề uh, uh, mua hàng rất là nhanh chóng nha anh em. Uh, một anh làm hệ độc lập và một anh làm hệ bám tải giống vậy, giống vậy. Rồi một anh ở uh, ở Tân Phước Tiền Giang cũng lấy lẻ ha. Lấy lẻ vài tấm pin để uh, về sạc cho hệ ắc uh, quy dưới ghe anh em. Đó thì nhân tiện chuyến đi An Giang á thì mình có gửi uh, uh, cho mấy ảnh mấy tấm lẻ luôn. Đó thì uh, cảm ơn mấy ông anh đã ủng hộ nhiều. Còn sáng nay lý ra lý uh, đúng ra là phải có hai chủ này, nè anh em. sáng nay mình tài xế cường là chở là là hai chủ á nhưng mà có một chủ vì lý do uh, thay đổi cái cái mô hình kinh doanh đó anh em. Cho nên là ngưng ngưng làm để chừng nào mà mà cần thiết thì sẽ quay lại làm sao. Đó thì giờ còn có một ông anh thôi ở Bình Tân ha. Thì uh, <laughs> mình nhắc lại với anh em là pin AE 510W anh em nào mà vận chuyển theo phương thức của tài xế Bắc Cường đang vận chuyển nè có nghĩa là đi đi bằng ba gác và gửi phí ship cho phí phí vận chuyển cho tài xế hoặc là đến nhà lấy thì mình sẽ để cho anh em giá là 6.900 một W nha sáu ngàn chín một watt giá tối ưu lắm rồi ha. hồi đó giờ mình gửi bưu điện thì bảy ngàn ba lý do là gửi bưu điện là phải sao anh em? gói rất là cực, nói chung là gói cực mà phải mình phải chở ra ngoài bưu điện nữa. đó mình bán bảy ngàn ba bữa nay anh em nào đến nhà lấy hoặc là uh, cho xe đến nhà chở uh, chở đi nhưng mà anh em chịu phí ship nha mình chịu không nổi mọi người, mình chịu phí ship là mình lỗ đấy. thì uh, mình sẽ bán cho anh em giá là 6.900 thì mình cũng không còn nhiều view đâu. Mình chỉ còn có mấy tấm thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tấm thôi. Đó, mình chỉ còn có 16 tấm thôi nha mọi người. đó Thì anh em nào đam mê cứ liên hệ mình ha. À, 100 tấm pin của mình thì bữa nay còn đúng 16 tấm. Tại à, anh em nào cần thì liên hệ à, giá 6.900. Anh em có thể đến nhà chở ha. Chở thì giá 6.900 hoặc là vận chuyển theo kiểu này. Còn mình gửi bưu điện thì giá 7 ba nha mọi người. À, mình à, mình thấy là nhiều anh em á là, là thắc mắc về cái con Thin này. Hỏi là con thiên này có bám tải tuyệt đối không và có đẩy ra lưới không? Anh em hỏi nhiều. Nhưng mà mình đã lắp rất là nhiều hệ rồi nha mọi người. Con Thin này không bao giờ đẩy lưới nha. Nó có một cái CT bám tải và cái CT đó chỉ cho phép điện từ ngoài lưới vô trong nhà mình thôi. Chứ không có đẩy ngược lại. Có nghĩa là hệ năng lượng mình có dư nữa cũng không có đẩy ngược lại. Anh em an tâm. À, con Thin Power là một cái con inverter mà hàng đầu ở trong cái lĩnh vực mà kẹp bám tải anh em nó không có chuyện mà đẩy ra lưới đâu nếu nó đẩy ra lưới là chắc bây giờ trên thị trường chắc cái thêm này chắc không không còn ai sử dụng nữa rồi còn bây giờ con thêm này là cái phương thức bám tải rất là hiệu quả nha mọi người hiệu quả hơn mấy cái con kia rất là nhiều tại vì nó chuyên về bám tải ha mình nói sơ cho em anh em cũng hiểu con thêm này là con thêm 6 kg nha nhiều anh em hỏi mua thêm 3 kg mình không không bán nha thêm 3 kg nó rẻ hơn 6 kg có 2 triệu à chúng ta dạy gì mua 3 kg nè mua 6 kg để sau này chúng ta ví dụ như có nâng cấp dàn pin đi anh em nâng cấp dàn pin anh em không có còn pin 510 để mua thì chúng ta mua pin 400 w cũng được nữa tại vì của inverter này nó có hai trên hai trên thì à, bây giờ 48 này đã gắn vào một trên rồi bơm này nè đã gắn vào một trên rồi thì bây giờ chúng ta không có pin à, 510 để để gắn à, phần công sức còn lại nữa thì ta mua pin 400 chúng ta gắn vào cái trên còn lại có nghĩa là bốn ký pin ta gắn vào một trên còn lại và hai cái pin này chúng ta gắn vào một trên còn lại máy chạy ok không sao hết nhiều anh em nó gắn không cân đối một trên ít trên nhiều nhiều gì ảnh hưởng không không có ảnh hưởng đâu anh em đấy đây là hai trên độc lập ha trên nào chạy nhiều hơn cũng không có ảnh hưởng đâu miễn sao pin ở trên mỗi trên là nó phải giống nhau ha để nó cùng vôn và cùng ampe thì nó không bị tuột công suất đấy thì đây là pin AE anh em pin AE mặt trên của nó nè Đấy, bữa nay thì sáng sớm mùa sương nhiều cho nên nó bị động cái hơi nước anh em thấy nó hơi mờ mờ đúng không nhưng mà an tâm nha, pin này không bao giờ có một lỗi nhỏ, không bao giờ có chuyện mà mà pin B hay pin C vậy đây nha, không bao giờ có có nha anh em, mình bán là pin mình tự hào pin AE mình đang bán là pin số 1 thế giới nha, lý do nó là pin AE của Đức mà được sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải Trung Quốc nha mọi người, sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ nha anh em, anh em về coi cái mạc cũng biết ha, AE nè tiêu chuẩn của Đức nè, Còn ngoài sao cái mạc nó ghi là made in Thổ Nhĩ Kỳ đàng hoàng nha, đấy thì uh, giấy tờ thì hiển nhiên đầy đủ rồi có lao nữa nó vẫn vàng quằn quện nè tại vì cái hơi xương nó vậy kệ đó này để ra nắng ra mưa chừng hai ba ngày thì cái mặt pin nó sẽ sáng bóng luôn nha sáng bóng luôn pin mình để lâu ngày chỉ có bám bụi thôi chứ không có vấn đề nha anh em rất là chuẩn chỉ rất là ok ha thì uh, nhân video này mình nhắc nhở anh em nào á, uh, mà có đam mê những cái hệ độc lập hoặc là những cái hệ bám tải giống vậy thì cho xe đến tận nhà mình đi mình để cho anh em với giá có sáu rất là ok luôn ha và mấy con uh, này thì uh, Uh, phí vận chuyển nó chẳng là bao, ví dụ như mình không đi bằng xe lớn, mình gửi bưu điện cũng được. Nữa. Còn uh, cái pin mặt trời thì chắc chắn là phải là phải vận uh, chuyển bằng xe lớn đấy, em nè. Dù như gửi bưu điện thì nó cũng được nhưng mà nó sẽ mất an toàn hơn nhiều so với chúng ta có thể đến tận nhà lấy ha. Thôi mình uh, xin chào anh em, anh em nào đam mê cứ uh, liên hệ ha 076 687 4311 ha. Lâu rồi bữa nay mới quay lại với uh, bắt tài xế cường, <laughs> bắt tài xế cường, bắt tài xế ở trong uh, kênh uh, miền tây ngày mới ngày xưa anh em xuất hiện rất là nhiều lần à, lúc này thì xuất hiện ít hơn do là lúc này không có quà lưới bán điện nữa thì à, những cái hệ như thế này nó chỉ lai like, rai like thôi chứ không phải như xưa nè hồi xưa nó rất là 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 người ta rất là, là, là xài nhiều luôn ha qua vấn đề bán điện đó thôi mình à, xin chào anh em nha à, hẹn gặp anh em ở những cái mặt hàng lần sau những cái video lần sau đam mê cứ liên hệ nha mà anh em nãy mình đếm rồi đó anh em thấy rồi đó còn có 12 hai tấm AI 510 thôi pin tự hào là pin số một thế giới nha đó nhiều khi anh em nói này quảng cáo pin của nó mà nó nâng gì đâu số 1 thế giới anh em hãy tìm hiểu kỹ pin ai và pin sản xuất ở thổ nhĩ kỳ nha không phải mắc in china anh em mà mắc in thổ nhĩ kỳ nha đó mà mình bán vậy có sáu ngàn chín thôi nha sáu ngàn chín là không thể nào mà tưởng tượng được mà pin sản xuất ở thổ nhĩ kỳ mà về đây bán sáu ngàn chín luôn mọi người đó nhưng mà mình vẫn bán giá đó ha anh em nào đam mê cứ mua lợi lớn quan trọng tầm này đâu mọi người trăm tấm pin mà còn 12 tấm mà lợi lớn gì nữa phải không anh em biết mình có thói quen là bán phân nửa hàng rồi là phân nửa còn lại mình sẽ bán theo cái kiểu mà mà không cần lợi nhiều hoặc là không lợi luôn cũng được đó quan trọng là nửa hàng sau mình bán hết đặng mình lấy cái 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 mới về là được rồi ha thôi xin chào mọi người còn cái vụ mà dán dán như thế nào ràng rịch như thế nào pin an toàn như thế nào thì những anh em mà mua hàng hay dặn mình là ừ ráng cố gắng an toàn giùm anh nha rồi ráng cố gắng ràng giùm anh nha rồi ừ, anh em cái đó an tâm ha bác tài xế cường là chuyên nghiệp chuyên nghiệp đó ràng kiểu gì không cần biết nhưng mà tới tay anh em là pin nó vẫn ok giống như đang ở nhà mình vậy đó nè đó ok không ha nay là sáng ngày thứ hai ha ngày 25 tháng 7 2022 ngày qua nắng nhiều nhưng bữa nay chắc không có nắng nè à. mới sáng âm u à hy vọng là bác tài xế cường chạy đây bình tân không có bị mắc cây mưa nào <laughs> mắc mưa thì chỉ cần đẩy cái này lại thôi chỉ cần đẩy cái inverter thôi còn cái cái bao đó với cái cái đống này khỏi chỉ đem cái inverter đem đi quấn kiếm bực một mũ hay gì quấn lại xong ở trong đây thì mắc mưa thì chỉ sợ inverter ướt thôi chứ tất cả thì không cần sợ đâu nhưng mà thực chất cái inverter đó, đó, là nó chống nước nè nó có ướt rồi nữa nó cũng không có sao hết trơn nhưng mà tại mình giao hàng cho nên mình cần phải tới tay người nhận hàng inverter nó còn đẹp đẹp từ ngoài vỏ luôn ha à, này mình chưa khui luôn nè anh em thấy không ở à, công ty gửi về nguyên thùng luôn á chưa khui luôn tại vì mình không thêm bó không cần thử đâu mọi người cái con thêm bó là không bao giờ cần thử đâu nè à, chắc chắn nó rất là ok thôi mình xin chào mọi người ha đó, sáng quay review cho mọi người xem Về những cái dạng pin anh em nào đang mơ ước Thì cứ đẩy đi anh em có hai mấy triệu nha